mọi người, hôm nay mình sẽ review giúp mọi người một cái kem chống nắng rất là phổ biến ở trên thị trường Việt Nam, đó là cái kem chống nắng Sunplay này đây. Và nếu mọi người chưa biết mình là ai thì mình là Ngân, mình có niềm đam mê rất là lớn đối với kem chống nắng và chăm sóc da. Đừng quên subscribe cho kênh channel của mình để có thể theo dõi video của mình hàng tuần. Bạn còn có thể theo dõi Instagram của mình, nơi mà mình đăng rất là nhiều về kem chống nắng và chăm sóc da nha. Mình còn có một cái shop MRC, mình nhập khẩu những cái thương hiệu của Ionic và Purito từ Hàn Quốc và chúng là 100% chính hãng. Nếu bạn quan tâm đến những thương hiệu này, bạn có thể ghé thăm shop MRC của mình tại mrc.vn hoặc là shop MRC trên Shopee nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi bắt đầu video này thì mình có một cái lưu ý nho nhỏ là những bạn theo dõi mình trước đó thì sẽ biết là mình hay nói bằng tiếng Anh, hay quay video và nói bằng tiếng Anh vì mình thấy là mình thể hiện cái ngôn từ của mình nó trọn vẹn hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình muốn là nói bằng tiếng Việt nhiều hơn và nói chuyện lưu loát, trôi chảy tiếng Việt. Nhưng mà có những cái từ mà nhiều khi mình suy nghĩ tiếng Việt không có kịp á, mình sẽ xin phép bạn để mà mình nói bằng tiếng Anh nha, những cái từ đó, rồi sau đó thì mình có thể là dịch lại từ tiếng Việt sau khi mà mình sửa chữa cái video. Bây giờ mình sẽ bắt đầu video thôi. Hôm nay thì mình sẽ review cái kem chống nắng này. Đây là cái kem chống nắng Sunplay Super Plus SPF 81, có PA+, và mình cũng có những cái điều thú vị để cần nói về cái kem chống nắng này đây, cho nên là bạn đừng có đi đâu nha. Roto là một hãng của Nhật Bản và cái dòng Sunplay này là một cái sub brand nhỏ ở dưới cái công ty mẹ Roto. Nói sơ qua về cái kem chống nắng này, cái thể tích của nó là có 30g. Cái chai này là chai nhỏ, mình mua là dạng cái chai nhỏ thôi. Nó có một cái version là một cái size lớn nữa. Thật ra ha, nếu như mà mình không có review nhiều kem chống nắng thì thật sự ra mình cũng muốn mua cái chai bự đó lắm á, để mà mình dùng cho nó lâu hết chứ sao. Cái kem chống nắng này á là cái dạng kem chống nắng thiên về hóa học nhiều hơn, mặc dù ở trong đây nó có những cái màng lọc chống nắng của vật lý nữa. Nó có 4 màng lọc chống nắng. Hai cái màng lọc chống nắng mình yêu thích đó là zinc oxide và titanium dioxide, tại vì nó là thuộc của màng lọc chống nắng khoáng, và những cái màng lọc chống nắng khoáng thì nó khá là lành tính và nó không có ít có gây kích ứng ở trên da, nó cũng an toàn cho mẹ bầu nữa nếu như mình chỉ có hai cái màng lọc chống nắng đó thôi. Còn cái màng lọc chống nắng còn cái màng lọc chống nắng Octinose với lại Uvino A Plus thì Uvino A Plus nó sẽ chống mạnh mẽ về tia UVA, còn Octinose thì nó sẽ chống của cho bạn tia UVB. Nên có 4 màng lọc chống nắng ở đây, đều là những cái màng lọc chống nắng xịn cả, và mình thấy là nó để những cái màng lọc chống nắng này vào toàn là những cái màng lọc chống nắng có cái khả năng mà stabilize rất là lớn, là có khả năng ổn định rất là lớn dưới ánh nắng mặt trời. Nên là mình rất tin tưởng vào cái khả năng chống nắng của cái em này. Rồi, nói về cái chỉ số chống nắng của em này á, thì nó sẽ có là SPF 81, là chỉ số chống nắng UVB, và PA +++ là chỉ số chống nắng của UVA. Cái chỉ số chống nắng mà các bác sĩ da liễu hay recommend hay giới thiệu là từ SPF 30 cho tới 50. Nhưng mà nếu như mà nó trên 50 á, thì sao, thì nó có được hay không? Thật sự ra là cái chỉ số chống nắng cao hơn 50 nó vẫn được thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái điểm mà bạn cần lưu ý. Đó là có thể là cái khả năng mà nó kích ứng ở trên da nó cũng sẽ cao hơn là những cái chỉ số SPF từ 50 trở xuống, tại vì cái hàm lượng mà họ để những cái tia chống nắng á, đặc biệt là những cái tia chống nắng hóa học á, cao á, thì cái hàm lượng càng cao thì cái khả năng kích ứng trên da nó sẽ càng cao. Nhưng mà đó không có phải là nó sẽ bị kích ứng khi mà bạn thoa lên, nó cũng sẽ tùy loại da thôi. Nếu là mình hồi xưa á, thì mình sẽ nói với bạn là bạn nên chọn những cái kem chống nắng mà có SPF 50 á, nó sẽ đỡ bị kích ứng hơn, nó vẫn chống nóng nắng tốt thôi. Nhưng mà nếu như mà mình hiện tại bây giờ thì mình có thể khuyến khích bạn hoặc là có thể là để cho bạn chọn những cái kem chống nắng mà nó có cái chỉ số SPF cao, là tại vì sao? Thường á, chúng ta ít có khi nào mà thoa kem chống nắng mà đủ lượng recommended hết, có nghĩa là đủ cái lượng để có thể là firm, là hình thành một cái màng chống nắng hiệu quả ở trên da. Đôi khi là những cái kem chống nắng mà có cái màng trắng á, để cái màng trắng lại hoặc là nâng tông á, thì nó sẽ làm cho da của mình trắng nhiều hơn. Nên rất là nhiều
trường hợp mà mình sẽ không có thoa đủ lượng kem chống nắng. Đôi khi thì mình cũng phải là thừa nhận rằng mình vẫn không có thoa đủ lượng kem chống nắng, cho nên là nhiều khi là mình sẽ cần phải thoa những cái kem chống nắng mà có cái chỉ số SPF cao này để có thể là bù đắp lại. Ví dụ như mình thoa cái kem chống nắng là SPF 50 đi, thì nếu như không đủ lượng á, thì nó chỉ là cho mình là tầm SPF 20-30. Nhưng mà nếu mà mình thoa cái kem chống nắng mà nó có chỉ số SPF cao hơn mà mình thoa không có đủ lượng đi, lỡ như vậy thì nó vẫn là cho mình cái đạt một cái chỉ số SPF, ví dụ như là SPF 50 hoặc là SPF 60 chẳng hạn. Như vậy thì nó vẫn có ích lợi hơn, đúng không? Nên là mình nghĩ SPF cao đó là một cái điều có lợi hơn. Ngoài những cái màng lọc chống nắng ra thì mình còn thấy một vài cái thành phần mà mình đáng để ý, cũng như giống như là vitamin C nè. Và cái thành phần vitamin C này nó ở cái thể là stabilize, là ở một cái thể ổn định của MAB MAP. Và nó còn có là vitamin E, còn có pentanol để có thể là làm cho da dịu nhẹ, và nó có acid hyaluronic để là một cái chất hút ẩm ở trên da để có thể là giữ ẩm cho da. Cái kem chống nắng này thì nó không có hương liệu, nó cũng không có tinh dầu gây dị ứng hoặc là tạo mùi gì cả, và nó không có cồn khô, nó cũng khá là bình dân. Ai cũng có thể là mua được những cái loại kem chống nắng này hết trơn á, bạn không có cần phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mà có thể là có một cái kem chống nắng có một cái formula, cái thể thuốc tốt. Thật sự ra thì cái kết cấu này nè là nó cái dạng sữa luôn. Và nó rất là lỏng, rất là lỏng luôn, và bạn sẽ phải lắc nó nhiều, thiệt là nhiều khi mà bạn muốn thoa nó. Tại vì khi mà bạn không có lắc nhiều thì cái khả năng mà cái độ mà nó để lại những cái hạt li ti trắng trắng trên da nó sẽ cao hơn, cho nên là bạn cần phải lắc nó thật là dữ. Bây giờ mình sẽ test trên tay trước ha. Khi mà nó đưa ra trên tay như vậy thì bạn thấy cái dòng sữa mẹ không, dòng sữa chảy ra như vậy. Ồ, mình sẽ phải bây giờ thì bạn có thể thấy được đó là nó khá là trắng ở trên da, đúng không? Tại vì nó có cái thành phần là zinc với lại titanium, thì hai cái thành phần này á, nó có cái màu khá là trắng ở trên da. Và bạn cũng thấy là nó sẽ không có phải là thẩm thấu thiệt là nhanh ở trên da. Nó thật sự là nó sẽ mất một thời gian cho bạn á, để có thể là thẩm thấu ở trên da và để có thể là thẩm thấu hoàn toàn ở trên da luôn. Và khi mà mình tán ra như thế này rồi á, mình tán nó nhẹ thôi ha. Còn thật sự ra nếu như mà bạn chà mạnh mình không được á, là mình cần phải tán thiệt là gọi là lấy thật là nhẹ nếu mà mình muốn cho nó thấm nó nhanh hơn. Nếu mà bạn chà thì nó sẽ càng gây ra nhiều bệt trắng hơn đó, tại vì trong đó, trong cái kem chống nắng hoặc là những cái sản phẩm nào khác, nó thường có những cái thành phần gọi là viscosity á, gọi là nó sẽ làm cho những cái kem chống nắng này hoặc là những cái lớp chống nắng này á, nó dễ dàng để lau chùi hơn á. Cho nên là nó cần phải có những cái thành phần đó, mà nếu như mà khi mà mình cần gọi là mình chà sát nó quá mạnh, giống như là mình lau sạch nó đó, thì nó sẽ giống như là tạo ra những cái bubble hay là những cái gọi là bọt bọt nhỏ đó, rất là nhỏ. Từ cái giây phút mà mình đổ ra trên tay á, để mà thì nó khá là trắng, đúng không? Bây giờ thì cái màng trắng nó cũng đỡ dịu hơn rồi, nhưng nó vẫn còn trắng khá là nhiều. Và bạn so với cái tay mà mình không có thoa thì bạn thấy là nó nâng tông một cách rõ rệt luôn. Cho nên là cái kem chống nắng này nó có cái khả năng nâng tông. Và khi mà bạn nhìn thật là kỹ á, ở đây thì cái màng bóng của nó rất là lớn ở trên da luôn. Mình phải nói là so với những cái kem chống nắng khác mà mình review á, cái màng dewy và cái màng bóng á, là cái nó là lớn nhất ở trên da, nó là nhiều nhất ở trên da luôn á. Cái sữa chống nắng này á, nó có cái khả năng chống nước rất là cao. Mà thường những cái kem chống nắng nó có khả năng chống nước cao thì cái độ bóng mà nó để lại trên da của bạn cũng sẽ là cao luôn. Nó không có phải là từ dầu tự nhiên của bạn, mà đó là từ cái bản chất của cái kem chống nắng đó. Người ta làm cái thể thức cho nó có cái độ bóng như vậy. Thì cái việc mà nó tiếp xúc với nước á, tại vì dầu á, nó không có chơi với nước mà, nó không có hòa tan được với nước, cho nên là nó sẽ đẩy nước ra, nó sẽ làm cho nước gom lại như vậy. Thì khi mà bạn đổ nước lên tay thì nước nó sẽ đọng lại ở trên tay như vậy. Thì bạn có biết là cái màng chống nắng của nó khá là tốt và nó khá là chống. Nên cái kem chống nắng này người ta formulate nó, người ta thể thức nó, và nó bảo nó là thích hợp khi mà những cái hoạt động ngoài trời. Và mình thấy
là nó cực kỳ đúng luôn. Thật sự ra khi mà bạn hoạt động ngoài trời ấy, thì bạn cũng không có quan tâm là bạn cần phải có một cái lớp thoa lên thiệt là đẹp hay là thiệt là mát, hoặc là nó không có tì vết gì cả. Nhưng mà thật sự ra thì khi mà mình chơi ở bên ngoài, hoặc là mình tắm biển ấy, hoặc là mình đi hồ bơi ấy, thì mình cũng đâu có quan tâm nhiều lắm. Mình quan tâm nhất là nó phải cực kỳ chống nắng cho mình, và nó sẽ phải có phát huy cái tác dụng đó để mà da của mình không bị rám nắng, cũng không bị đỏ. Và nó cũng sẽ xuống tông sau gọi là 1 đến 2 tiếng đó, nhưng mà cũng không có nhiều, nó vẫn giữ được cái gọi là cái màng nâng tông nhầy của nó. Cái kem chống nắng này á, bình thường nếu như mà bạn có da dầu á, thì mình sẽ không có khuyên bạn dùng cái kem chống nắng này công sở, hoặc là bạn dùng hàng ngày, thì vì nó sẽ làm cho da của bạn đổ dầu rất là nhanh, và nó sẽ làm cho da của bạn bóng rất là nhiều. Đối với các bạn da khô á, và các bạn muốn có một cái màng gọi là giữ ẩm cho nó tốt, và bạn muốn có cái màng bóng như vậy á, kem chống nắng này nó sẽ làm tốt cái nhiệm vụ đó. Một điều mà có thể là mình sẽ không có thích lắm, không có thoải mái lắm khi mà dùng cái em này á, là cái lúc mà mình thoa lên á, thì thay vì là nó sẽ thấm vào hết ở trên da, nhưng mà mình có cảm giác như là nó vẫn hơi rít rít ở trên da đó. Lúc mà tóc của mình bết xuống thì nó vẫn hơi dính tóc một tí xíu. Đây, mình sẽ thoa nó trên này. Không quên là thoa cho nó nhẹ nhàng thôi. Ê, nếu mà bạn thấy ở bên ngoài thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái màng hơi bóng bóng một tí xíu. Nếu mà mình thoa ở những cái vùng ở chữ T của mình thì cái độ bóng của nó sẽ lộ rõ hơn là mình thoa ở trong cái góc này thôi. Cái bất lợi của cái kem chống nắng này là nếu mà bạn thoa lên mặt, bạn sẽ không có thoa nhiều một lần ở trên mặt được, mà bạn cần phải thoa nó từng lớp. Nếu mà bạn thoa nhiều thì cái khả năng thấm của nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Nên là bạn thoa cho nó cái lớp đầu tiên ở những cái vùng này, sau đó để cho nó thấm sâu, rồi bạn sẽ thoa tiếp tục thêm nữa. Cái particles của nó là những cái hạt nhỏ nhỏ của nó cũng không có quá mịn lắm nữa, nhưng mà nó ở cái mức là acceptable, là ở cái mức mà mình có thể chấp nhận được, và nó sẽ rất là thích hợp để cho những cái dịp hoạt động ngoài trời, hoạt động mạnh, đi bơi, đi biển, đi tắm, hoặc là cho các bạn mà da rất là khô, và những cái bạn mà có da hỗn hợp mà thiên khô nhiều hơn hoặc là ở trời lạnh á, bạn có muốn một cái màng nó bóng bóng để mình có thể là giữ ẩm tốt hơn, thì cái này vẫn là một cái lựa chọn tốt. Roto thì nó có thí nghiệm trên động vật nha, cho nên là nó không có cruelty free. Mình sẽ không có recommend, không giới thiệu cái kem chống nắng này cho mẹ bầu hoặc là đang cho con bú. Mình không có thấy là mình bị kích ứng hoặc là mình bị rát gì cả. Thậm chí là khi mà mình thoa trên da của mình còn ẩm á, lúc mà còn ẩm thì cái khả năng bị kích ứng nó sẽ cao hơn, thì mình vẫn không có thấy rát da gì cả. Nó cũng không có bị vón cục nữa, nó không có bị động lại mà gom lại thành những cái cục gom khi mà bạn chà nó. Kem chống nắng này là mình mua hồi năm 2020 và expire là năm 2023, cho nên là mình nghĩ là cái thể thức của nó là cái thể mà mới nhất mà mình review cho các bạn đó. Nếu như mà bạn để mồ hôi mà rơi mà lọt vào mắt đó, thì có thể là nó sẽ gây cay mắt đó nha. Bạn thấy sao về cái kem chống nắng này? Đã thử kem chống nắng này chưa? Và có những cái câu hỏi nào cho cái kem chống nắng này thì hãy cho mình biết dưới cái comment ở dưới nha. Và nếu như mà bạn muốn mình review những cái kem chống nắng nào khác đó, cho mình biết nha, mình rất là hứng thú. Đừng quên subscribe cho kênh channel của mình nha. Vì khi bạn subscribe, YouTube sẽ biết là bạn thích những cái video như thế này và sẽ giới thiệu bạn những cái video tương tự. Mình gặp lại bạn trong video sắp tới. Và chúc bạn có làn da khỏe đẹp. Bye bye.